này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa địa giới không sở hữu thủy hỏa phong không thức giới không sở hữu nếu trong pháp ấy địa giới không sở hữu thủy hỏa phong không thức giới không sở hữu thì trong pháp ấy phật cũng không sở hữu bồ tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp là không. Này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, vô minh không sở hữu, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não không sở hữu. Nếu trong Pháp ấy vô minh không sở hữu, hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não không sở hữu thì trong pháp ấy phật cũng không sở hữu bồ tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa bố thí ba la mật đa không sở hữu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không sở hữu nếu trong pháp ấy bố thí ba la mật đa không sở hữu tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa không sở hữu thì trong pháp ấy phật cũng không sở hữu bồ tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa pháp không nội không sở hữu pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh không sở hữu nếu trong pháp ấy pháp không nội không sở hữu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh không sở hữu thì trong pháp ấy phật cũng không sở hữu bồ tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa chân như không sở hữu pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ không sở hữu nếu trong pháp ấy chân như không sở hữu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không sở hữu thì trong pháp ấy phật cũng không sở hữu bồ tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu vì vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa thánh đế khổ không sở hữu thánh đế tập diệt đạo không sở hữu nếu trong pháp ấy thánh đế khổ không sở hữu thánh đế tập diệt đạo không sở hữu thì trong pháp ấy phật cũng không sở hữu bồ tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mặt đa sâu xa bốn tịnh lự không sở hữu bốn vô lượng bốn định vô sắc không sở hữu nếu trong pháp ấy bốn tịnh lự không sở hữu bốn vô lượng bốn định vô sắc không sở hữu thì trong pháp ấy phật cũng không sở hữu bồ tát thanh văn và các độc giác cũng không sở hữu vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện hiện ở trong bát nhã ba la mật đa sâu xa, tám giải thoát không sở hữu, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ không sở hữu. Nếu trong pháp ấy, tám giải thoát không sở hữu, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ không sở hữu, thì trong pháp ấy Phật cũng không sở hữu, Bồ Tát, Thanh Văn và các độc giác cũng không sở hữu. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không.